Chào mọi người, trong cái vlog ngắn này mình sẽ nói về cái chủ đề là tại sao mình lại bị chán. Rồi, chán nản á, có nghĩa là mình cảm thấy một cái sự nhạt nhẽo, nhàm chán, vô vị. Làm sao để mà diệt trừ cái cảm giác chán nản này? Thì trong cái kỳ trước á, mình có nói về phân biệt về cái bình yên với lại cái chán đời á. Hai này nó có ranh giới gần nhau lắm. Thứ nhất á, là khi mà mình chán á, là mình không có quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh hết, mình bất cần đời. Còn cảm nhận được cái sự bình yên á, là mình hiểu hết, mình hiểu đời, hiểu thấu suốt sự đời, thì mình mới có được cái sự bình yên. Chẳng hạn như thế này nha, mọi người thấy xe cộ nó đang chạy rất là nhiều xung quanh mình. Đó. Cái tâm trạng của một người chán đời là như thế nào? Là người ta nhìn một cách là một cách đó là không có một cái mục đích sống nào cả, không có một cái lạc quan, không một cái điểm tựa nào trong cuộc sống nữa. Người ta nhìn những cái cảnh này, người ta cảm thấy nó quá là nhạt nhẽo, quá nhàm chán, người ta không có muốn nhìn nữa, không muốn xem nữa, người ta bơ hết tất cả rồi. Đó, người ta là không có còn quan tâm cảnh đẹp, cảnh xấu gì nữa, là bỏ ngoài tai hết. Đó là cái tâm trạng của cái người chán đời. Còn bình yên đó là như thế nào? Bình yên có nghĩa là mình nhìn thấy là cái cảnh vật nó đang chuyển động, nhưng mà mình hiểu được cái quy luật của sự đời á, là mọi thứ nó luôn luôn chuyển động, không có một cái thứ gì mà nó đứng yên hết. Mọi người nhìn kỹ nha, lá cây nó đang nhúc nhích nè, tại vì gió đưa đẩy đung đưa nó nè. Con người thì đang ngày một tất bật đang đi làm nè. Đó, xe cộ ở bên ngoài nè, chạy kiếm cơm hàng ngày. Rồi xa xa có cái quán Lotte đó, là bán đồ ăn đó. Ở thì nhân viên là cũng đang làm việc kìa, có người đang lau cửa. Còn ở trên đó là người ta đang chuẩn bị phục vụ các món ăn nè. Đó, ở bên đây là cái quán cà phê rồi đó, cũng tất bật là nhân viên phục vụ. Còn những cái người là uống cà phê là người ta là cũng đang bận cái việc uống cà phê của người ta. Nó không có một cái thứ gì mà nó đứng yên hết. Chẳng hạn như cái cuốn sách này đi, nó cũng không có đứng yên nữa. Cái cấu tạo bên trong đó là nó đang hoại diệt theo thời gian đó. Tại mắt thường mình không có nhìn được cái bi tế thôi, chứ là theo thời gian là nó đang mục, nó đang bị hủy hoại từng chút một đó. 1.000 năm, 1.000.000 năm nữa cái này chắc còn có một đống bột à, chữ rồi banh hết rồi. Còn một cái đống bột, còn một, không còn một cái gì hết. Đấy, đó là cái quy luật ở đời nó là như vậy mà. Nó luôn luôn chuyển động để mà nó hoại diệt liên tục. Từng cái tế bào trong cơ thể của mình nó cũng đang sinh ra mới và nó cũng đang tự hoại diệt. Không có một cái thứ gì mà nó đứng yên hết. Tại mình hiểu thấu như vậy rồi nên mình không có cần phải chạy theo cái bên ngoài nữa. Mọi thứ nó đang chuyển động thì là nó tuân theo một cái quy luật của riêng nó, định mệnh sắp đặt sẵn hết rồi. Hiểu thấu như vậy rồi thì mình cảm nhận được cái sự bình yên, tại vì mình không phải chạy theo những cái mà nó đang di chuyển nữa. Đó là cái khác biệt rất lớn của một cái thế giới quan của một người cảm nhận được sự bình yên và của một người chán đời. Như vậy nguyên nhân do đâu mà con người ta bị chán? Thứ nhất á, là do một cái tổn thương tâm lý sâu sắc, là trải qua một cái cú sốc tinh thần nào đó, hụt hẫng một cái sự việc nào đó, tán gia bại sản, mất đi người mình thương yêu, hoặc là thất bại nặng nề nào đó, thì nó đâm ra cái tâm trạng là chán đời, không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Sống cho qua ngày đoạn tháng thôi chứ cũng chẳng còn có một cái mục đích, một cái lẽ sống nào hết. Rồi cái lý do thứ hai á, đó là do mình đã quen với cái vui rồi, ham vui, lúc nào cũng phải tìm tới cái vui thì mới chịu được.
chẳng hạn như ngồi không gì bình yên không không được đâu, ngồi gì không được đâu, ngồi được chắc cái chừng 1-2 phút à, lấy điện thoại ra lướt Facebook, lướt mạng xã hội này nọ, kiếm coi có thông tin gì vui không, cười ha hả đồ, hoặc là hẹn bạn bè đồ ra nói chuyện bà tám đồ, để tìm kiếm niềm vui liên tục. Chính cái thói quen mà bị nghiện cái niềm vui á, mà người thường người ta hay hay khuyên mình á là hãy sống lạc quan đi, sống vui vẻ đi, hãy có đam mê, có cái thú vui cho riêng mình đi. Nhưng mà người ta không có hiểu được rằng chính cái thú vui đó là cái món ăn để mà nuôi lớn cái nhàm chán. Là chỉ cần mất đi cái thú vui đó thôi là mình rơi vào cái trạng thái nhàm chán liền. Chẳng hạn như giờ đi, ngay cả một cái thói quen đó là đọc sách đi, đọc sách nhiều, mình bị nghiện đọc sách, tới một ngày mà mình đọc hết sách rồi không còn cuốn nào hết thì thế nào mình cũng bị chán à. Lúc đó mình chỉ còn có nước đó là ngồi hoài tưởng lại những gì đã đọc trước đó, để mà ôm ấp những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện, những cái cung bậc cảm xúc trong quá khứ, đang ở hiện tại, nhưng mình nhớ lại chuyện quá khứ, hồi tưởng hồi ức lại để mình sống ôm ấp cái kỷ niệm đó thôi. Rồi sau khi mà ôm ấp cái kỷ niệm đó rồi thì nó cũng rơi vào dạng thế chán nữa. Đây, các bạn đã hiểu ra được cái lý do đó là nó cũng xuất phát từ cái lòng tham, tham vui. Nghiện một cái gì đó là cũng là đều là tham hết. Do đó khi mà cái đối tượng mà mình neo cảm xúc á nó bị mất đi là mình rơi vào cái thế chán liền. Do đó mình chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của mình để mà không có bị chán á, thì cái cách duy nhất á là mình không có lệ thuộc vào bất kỳ một cái thứ gì cả, không có đọc sách, không có nghe nhạc, không có nghiện những cái thứ đó. Tại vì mình hiểu rõ cái chân lý rằng khi mà mình lệ thuộc cho nó, mình nghiện nó, mà khi mà không có nó là mình sẽ bị chán. Đó là cái chân lý, là cái điều mà chắc chắn 100% luôn, không thể nào sai khác được hết trơn. Các bạn thử nhìn ở ngoài cuộc sống của mình, xung quanh mình xem có người nào mà người ta ngồi yên bất động không? Không bao giờ, không có một ai. À, ngoại trừ mấy ông mà thiền sư, ông đang hành thiền, ông đang ngồi yên tịnh, tĩnh tâm, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Chứ còn người thường là không ai mà không có, không ai mà có một cái khoảng thời gian mà thật sự là bình yên, thật sự là bất động hết trơn. Ai cũng đều làm việc à. Người ta dù thích không thích gì, người ta cũng phải làm việc để mưu sinh. Ngay cả sau cái thời gian làm việc đó rồi, người ta cũng không thể nào mà chấp nhận được cái hành động mà ngồi yên không làm gì hết trơn. Người ta cũng xem phim, cũng nghe nhạc, cũng nói chuyện, cũng giao tiếp với xã hội này nọ. Không ai mà thích nghi được với cái sự yên tĩnh hết trơn. Đó, thì bởi vì mọi người mới thấy cái cốt lõi đó ở đây á, là chính vì ham vui nó thành một cái thói quen rồi. Ngồi yên không có chịu được, phải nói chuyện, phải làm một cái gì đó thì mới được. Còn thậm chí giờ không có đối tượng nào hết, mình cũng lấy cái tay ngồi dễ dẻ gì nè đó, hoặc là ngồi bấm tay gì nè đó. Còn không á là ngồi bóp tay bóp chân, nói chung là không bao giờ mà ngồi yên được hết. Một người bình thường là không bao giờ có chuyện ngồi yên. Người ta đã quen cái hành động, người ta đã quen neo cái cảm xúc của người ta vào một cái hành động nào đó theo cái sở thích của người ta rồi. Và cái hành động đó nó làm cho người ta bị dính chặt, bị nghiện, như là nghiện ma túy vậy đó. Thiếu là vật vã là sẽ sinh ra một cái sự hụt hẫng liền. Như vậy thì cái giải pháp duy nhất đó là mình nhàm chán đi. Tất cả những cái hành động, những cái thú vui của mình á, mình đều hiểu đó, nó chỉ vui được một chút à, rồi là sau đó là nó đạp mình xuống cái chỗ mà nó nhàm chán liền. Do đó mình bỏ luôn à. Mình ngồi, mình làm quen với cái sự thư thái trong tâm hồn, thư giãn trong tâm hồn, không cần một cái đối tượng nào hết, không cần cảnh đẹp bên ngoài, không cần gì hết, còn mình chỉ cảm nhận cái cơ thể của mình nó an ổn, toàn thân,
rồi là mình chú ở trong cái đó, nó quen được rồi là coi như là lúc nào mình cũng thấy thảnh thơi ở trong trong người, trong tâm trạng của mình, không có cái chướng ngại gì ở trên thân của mình hết, như vậy là bình yên mãi mãi suốt cuộc đời này. Rồi cảm ơn mọi người đã nghe cái vlog ngắn. Qua cái chủ đề ngắn này thì mọi người có thể tìm thấy được cái hạnh phúc chân thật. Một cái hạnh phúc chân thật, không có nương tựa, không có neo vào một cái đối tượng nào khác, mà hạnh phúc đó là chính là cái cảm nhận cái sự bình yên ở trong cái thân thể của mình, trong thân nè, rồi trong tâm trí của mình nè, đó lúc nào nó cũng an ổn như vậy, đó là cái hạnh phúc chân thật, nó không bao giờ bị mất đi suốt ngày luôn. Ngay cả cho ban ngày mình tỉnh táo thì mình cảm nhận được bình yên, còn lúc mà buổi tối ngủ mình vẫn yên, không có bị chiêm bao, không bị ác mộng gì hết. Đó là cái hạnh phúc chân thật nhất mà mình đã chọn. Rồi chúc mọi người tìm được cái hạnh phúc chân thật của mình nhé.